Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với môn SEL, giáo dục cảm xúc xã hội. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học có tên là Một ngày đầy cảm xúc. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm có 3 phần. Phần đầu tiên sẽ là một câu chuyện ý nghĩa có tựa đề Tèo đi siêu thị. Phần 2, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cảm xúc của Tèo trong câu chuyện. Và phần 3 sẽ là phần nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. 1. Tèo đi siêu thị. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Tèo thức dậy sớm hơn với tâm trạng thoải mái, bởi vì ngày hôm qua Tèo đã đi ngủ sớm hơn mọi khi. Sau khi ăn sáng xong, Tèo đến nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay nhà mình vẫn đi siêu thị chứ?" Mẹ Tèo mỉm cười nhìn Tèo: "Đúng rồi, hôm nay nhà mình đi siêu thị." Tèo vui sướng: "Yeah, được đi siêu thị rồi." Đến siêu thị, mẹ của Tèo thì mua đồ ăn, còn Tèo ngay lập tức chạy liên vào cửa hàng đồ chơi. Tèo nhìn ngắm một lúc, cầm một cái món đồ chơi mà Tèo rất là yêu thích lên. Tèo chạy đến bên mẹ và nói: "Mẹ ơi, mẹ mua cho con đồ chơi này nhé." Mẹ Tèo nhìn và lắc đầu: "Ở nhà con đã có nhiều đồ chơi rồi mà. 3 tháng nữa là đến sinh nhật con thì mẹ sẽ mua quà cho." Tèo hét lên với vẻ mặt khó chịu: "3 tháng nữa, còn lâu mới đến sinh nhật con. Đến lúc đó thì siêu thị nó hết hàng rồi. Mẹ mua cho con đi, mẹ mua cho con đi mà." Tèo mếu máo và lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần. Mẹ Tèo giải thích rồi lại tiếp tục đi mua hàng. Tèo rất là buồn, ngồi xuống cái ghế gần đó và nhìn ngắm cái đồ chơi mà mình không được mua. Sau khi mua đủ các loại đồ cho gia đình, mẹ Tèo đến bên cạnh Tèo và nói: "Tèo này, con có ngửi thấy cái mùi gì rất là thơm không?" Tèo đáp: "Con có thấy, hình như là mùi gà rán. À, ở đằng kia có cửa hàng KFC mẹ ạ." "Mẹ ơi, ngày hôm nay chúng ta ăn gà rán đi. Con rất là thích ăn gà rán và uống coca." "Được, mẹ đồng ý." Mẹ Tèo vui vẻ và đáp. Hai mẹ con ngồi trong quán KFC và ăn rất là ngon lành. Tèo nhìn qua cửa kính và nhìn ra phía ngoài và hét lên: "Mẹ ơi, mèo máy Doraemon kìa." Tèo đứng dậy, tròn xoe mắt ngạc nhiên và chỉ tay ra phía ngoài. "Ừ nhỉ, đúng là mèo Doraemon rồi." Mẹ Tèo mỉm cười đáp: "Đẹp quá, chắc là siêu thị này mua robot hình Doraemon hay sao ấy." Tèo phấn khích: "Mẹ ơi, con ăn xong rồi, mẹ cho con ra ngoài để xem Doraemon nhé." Tèo xin phép mẹ. Mẹ Tèo mỉm cười: "Được, con hãy đi rửa tay đi. Và mẹ cho con 10 phút để ra phía ngoài. Và mẹ sẽ ngồi đợi ở đây đấy nhá." Tèo hớn hở chạy ra ngoài, ngắm nhìn Doraemon với ánh mắt đầy thích thú. Tèo phát hiện ra rằng ở đằng xa còn có cả Nobita, Sukka, Chien và Seiko nữa chứ. Tèo chạy đến những nhân vật đó, mải mê và quên hết tất cả thời gian. Tèo cứ đi, cứ đi, cứ đi theo những nhân vật đó. Nên bây giờ Tèo đã ở cách rất là xa mẹ mình rồi. Bỗng Tèo giật mình: "Ơ, đây là đâu thế nhở?" Tèo nhìn xung quanh và không biết mình đang ở đâu nữa. Tèo hét lên: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu?" Một người đàn ông ở gần đó tiến lại gần Tèo và hỏi: "Có chuyện gì thế cháu?" Người này mặc quần đen, áo đen và đeo cả kính đen nữa. Giọng nói lại ôm ôm khiến Tèo lại càng sợ. Tèo chạy một mạch đến chú bảo vệ và khóc thút thít: chú ơi, cháu gặp một người lạ và cháu lại đang bị lạc mẹ nữa ạ." Chú bảo vệ đặt tay lên vai Tèo và nói: "Bình tĩnh đi cháu, để chú nói qua cái loa thông báo. Chắc chắn là mẹ cháu sẽ tìm thấy cháu thôi. Cháu tên là gì?"
Và mẹ cháu tên là gì ấy nhở? Sau khi chú bảo vệ thông báo, mẹ Tèo đã tìm đến nơi mà Tèo đang đứng. Thấy mẹ, Tèo mừng rỡ. Mẹ ơi, con đang ở đây. Tèo chạy đến và ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Tèo nói, mẹ đây rồi, con không sao chứ? Tèo mếu máo, mẹ ơi, mẹ, con xin lỗi mẹ, con mãi chơi quá nên con bị lạc đường. Mẹ Tèo đáp, ổn rồi, con biết lỗi là tốt rồi, lần sau đừng có quên lời mẹ dặn đấy nhá. Mẹ Tèo ôm lấy Tèo, rồi lại mỉm cười nữa. Và hai mẹ con đã tìm thấy nhau trong niềm hân hoan và rất là hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2, cảm xúc của Tèo. Tèo đã trải qua những cảm xúc gì nhỉ? Tèo vui khi nào? Tèo vui khi được đi siêu thị, được ăn gà, KFC, được gặp lại mẹ. Tèo khó chịu và buồn khi nào? Khi không được mua đồ chơi. Tèo ngạc nhiên khi nào? Khi thấy Doraemon và những người bạn. Tèo sợ hãi khi nào? Khi bị lạc mẹ, khi gặp người đàn ông đeo kính đen. Thật nhiều cảm xúc đúng không nào? Bạn đã bao giờ trải qua những cảm xúc như Tèo hay chưa? Chúng ta sẽ đến với phần thứ 3, đó chính là nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay. Nhiệm vụ số 1, hãy vẽ lại những cảm xúc mà đã diễn ra ngày hôm qua của bạn. Thử ngẫm xem buổi sáng, buổi chiều, buổi tối đã diễn ra những cái sự kiện gì, và bạn hãy ngẫm lại những cái cảm xúc tương ứng với những sự kiện đó là gì. Thứ hai, hãy chụp hình và gửi lại cho thầy cái bức vẽ đó qua Mega School nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.